này cộng thêm chút gió thổi nhẹ, cảm giác đã khác hẳn với những ngày trước đây. Và nhiều người đi học đi làm sớm đã được khoác lên mình thêm áo ấm và khăn quàng. Chính không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam là nguyên nhân mang tới tiết trời se lạnh khu vực Nam Bộ. Dự báo đêm nay sáng sớm mai, nhiệt độ thấp nhất ở toàn miền đều phổ biến là từ 20 cho tới 23 độ. Riêng một số điểm có địa hình cao như các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Đồng Phú hay các thị xã Long Khánh và Phước Long, nhiệt độ có thể giảm xuống còn là từ 18 cho tới là 19 độ, hứa hẹn tiếp tục mang tới cảm giác thú vị cho người dân phương Nam. Thành phố Hồ Chí Minh